Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 196, Bộc Lộ Ánh sáng được phản chiếu bởi mặt gương xuất xứ từ bên kia biển vô cùng trong trẻo, khiến đoạn cánh tay lộ ra khỏi tay áo của Lâm Di càng thêm trắng muốt. Chu thập cửu đan tay mình vào tay Lâm Di, tựa đầu vào hõm cổ nàng, Mặt trời cũng rơi vào lòng bàn tay Nguyễn Nguyên rồi, làm sao bây giờ Nguyễn Nguyên có thích không? Nếu thích thì phải nắm cho chặt, tuyệt đối đừng nhường cho ai khác đây. Anh chàng này ở bên ngoài thì nghiêm túc uy nghi, về nhà lại hệt trẻ con. Lâm Di muốn đứng dậy, bên tai bỗng vang lên tiếng hít thở đều đều của Chu Thập Cửu. Chưa gì đã ngủ thiếp đi rồi. Lâm Di thay một bộ y phục gam màu xanh lam rồi đi ra khỏi buồng, Bạch Thược đi tới nói: Đồng Ninh đang chờ ở ngoài à? Lâm Di thấy bất ngờ, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Di ngồi xuống trên ghế, Bạch Thược dẫn Đồng Ninh vào nhà. Sao thế? Lâm Di uống một hớp trà nhạt. Đồng Ninh hành lễ rồi đáp, quận vương gia vội vàng hồi phủ, tiểu nhân không đi theo nên chẳng rõ có chuyện gì gấp hay không, đành ở ngoài chờ. Lâm Di vô thức tiếc nhìn về phía buồng trong, nhìn Chu thập cửu bây giờ đâu giống như bận bịu chuyện gì chẳng lẽ vội vã trở về chỉ để kịp đặt mặt gương nhỏ kia tên bề cửa sổ trước khi trời sáng thôi. Lâm Di nói, quận vương ra ngủ rồi, nàng không dám nói mình hiểu rõ chu thập cửu, nhưng nàng có thể khẳng định, vị này tuyệt đối sẽ không ngủ khi đang có chuyện. Nghe vậy đồng ninh mới yên lòng tôi xuống nghỉ ngơi, Lâm Di thu xếp chuyện trong phủ xong xuôi, sau đó mới đến phòng chu lão phu nhân thỉnh an. Tối hôm qua là Tết Trung Nguyên, nên Chu Nhị Thái Thái Quách Thị chủ động ở lại ở phủ quận vương giúp đỡ. Tại sao Hoàng hậu Nương Nương lại hỏi cháu những chuyện đó nhỉ? Chu lão phu nhân vờ như không biết gì. Lâm Di nói thẳng, bởi vì người khác đều nói lời đồn do phủ chúng ta truyền ra. Chu lão phu nhân kinh ngạc, Quách Thị lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi, còn bất cần làm đổ trà ra bàn, khiến nha hoàn bên cạnh phải vội vàng chạy tới thu dọn. Chu lão phu nhân cảm thán, May mà Thái Hậu với Hoàng Hậu gọi cháu tới hỏi, bằng không nhà chúng ta không thể rửa sạch nỗi oan này. Lâm Di cau mày, trải qua chuyện này, cháu cũng muốn biết rốt cuộc là ai hại nhà chúng ta. Đối phương không hề cố tình tỏ ra uất ức, thực chất trong lòng đã tính toán sẵn từ trước rồi. Chu lão phu nhân suy tư nói, chẳng phải có rất nhiều người bất đồng ý kiến với quận vương ra sao? Lửa trên triều đình cháy đến trong nhà cũng là chuyện thường thấy, chỉ cần thái hậu nương nương với hoàng hậu nương nương có thể nhìn thấu mọi việc chúng ta cũng không cân sợ tội oan nói thản nhiên thật bởi vì đã tính sẵn đường ui hết rồi mặc kệ là kết quả gì bà ta đều có thể phủi tay thoát thân thẩm nương này lâm di dịu dàng đề nghị có thời gian người hãy dẫn cháu đi bái kiến trưởng bối ở tôn thất doanh nhiều một chút nhé lần này gặp nhau cháu mới hay mình không quen biết rất nhiều thân thích về sau ra ngoài gặp lại không biết nói gì xấu hổ lắm. Rõ ràng Trần Thị đang gián tiếp trách bà ta không làm tròn bổn phận của trưởng bối, dựa vào chuyện này đưa ra yêu cầu khiến bà ta không cách nào từ chối. Ừ, chu lão phu nhân thân thiết nói, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cháu đến tôn thất doanh đi một vòng. Nghe vậy Lâm Di mới tươi cười cầm chén trà lên uống. Quận vương gia có khỏe không? Chu phu nhân hỏi thăm như bình thường. Đối phương lại chuyển mũi rùi sang vấn đề lớn nhất của Lâm Di nàng và chu thập cừu phải từ từ tạo niềm tin cho nhau tìm hiểu nhau mới hòa hợp sống chung được quận vương gia vất vả suốt mấy ngày nay hôm qua lại trực ở ngoài cả đêm sáng sớm mới trở về lâm di thoáng dừng lại mới nói tiếp cháu đã cho nhà bếp chung vài món bổ đều là những món hợp dùng cho thời tiết vào thu thế này quách thị nghe vậy bèn cười xen vào đâu ai hơn được quận vương phi về mặt quan tâm tới quận vương gia chu lão phu nhân cũng cười chỉ có ánh mắt nhìn nàng là thoáng ẩn ý sau khi rời khỏi phòng chu lão phu nhân quách thị và lâm di vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc muội nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút lâm di hỏi nhị tẩu có ổn không tối qua trong phủ đều dựa vào nhị tẩu hết quách thị cười nói mọi thứ đều được muội thu xếp đâu vào đấy hết rồi ta cũng chỉ có mặt làm nên thôi nghe nói năm nay bắc hải rất náo nhiệt nếu không có vụ nho sinh gây rối thì viên mãn rồi. Quách thị luôn có thể khiến người khác cảm thấy mình thành thật, không thân thiện quá mức cần thiết, nói chuyện cũng không lấp liếm che đậy, không có chỗ nào để bắt lỗi, thậm chí trước đó Quách thị còn từng nhắc nhở nàng về những đồn đại không hay bên ngoài. Quách thị thông minh, nhưng không dùng sự thông minh đó để giáp tâm hại người. Quách thị lấy từ trong tay áo ra một con búp bê nhỏ nhét vào tay Lâm Di tuy không biết có hữu dụng hay không, nhưng muội cứ thử xem, nhớ phải đặt ở đầu giường nhé. Nói tới đây, nàng ta hơi đỏ mặt, chỉ cần có con nối dòng, tình hình sẽ tốt ngay thôi, làm tân nương từ luôn khó khăn vậy đây. Từng tiếng nói mỗi cử chỉ đều phải nhìn mặt trưởng bối hết. Những lời cuối cùng thoáng có gì đó giống như thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại thì quách thị cũng sống không dễ dàng gì, ngoài mặt là gả cho tổn thất, nhưng chu nguyễn quý lại là loại công tử mê chơi hơn mê làm. tùy mỗi tháng nhà họ đều được triều đình cho bạc, song do vẫn chưa phân nhà nên cái gì vợ chồng quét thì cũng phải nghe theo chu đại thái thái chân thì mà chân thì lại có một tính rất quái, đó là xưa nay không dùng đồ người tác từng động vào, cho nên đồ đạc ở chỗ thị đương nhiên đều là đồ mới nhất tốt nhất. còn về đồ đưa tới chỗ của vợ chồng chu nguyễn quý thì chẳng buồn quan tâm nếu không vì chu nguyễn quý sợ chu nguyễn cảnh quách thị lại hiền e rằng nhà họ đã chẳng bình yên được như bây giờ khả năng nhẫn nhịn của quách thị thật sự không thể xem thường quách thị bỗng nghĩ đến một chuyện bèn nhỏ giọng kề lần trước sau khi đế mình nuôi làm quận vương gia và quận vương phi bị thương lão gia đã bớt phóng túng hơn rất nhiều bây giờ trong nhà chỉ còn lại vài bình đế thôi nói tới đây quách thị cười với lâm di ta thật sự không biết cảm ơn quận vương phi thể nào mới đủ. Quả thật sự kiện kia đã giúp quách thị rất nhiều, chẳng những trừ được họa lớn trong lòng là đồng ma ma, mà còn khiến chu Nguyễn Quý vào nếp lại. Lâm Di cười nói, nếu nhị tổ còn khách khí như vậy, người một nhà còn sống chung kiểu gì đây? Nàng nhận lấy con búp bê trong tay quách thị, không nói gì thêm. Quách thị theo đến nhà bếp xem Lâm Di làm được thiện, lại cùng nàng học làm mấy loại bánh ngọt, sau đó mới vui vẻ nói cáo từ Khi Lâm Di trở lại trong phòng Cùng Mama cũng vừa nghe ngóng được tin mới Nhị Thái Thái và Đại Thái Thái ở Tôn Thất Doanh đang căng thẳng với nhau Nhị Thái Thái mang thai nên xin tăng khẩu phần ăn Đại Thái Thái lấy cớ sợ đầu bếp nấu đồ ăn không hợp khẩu vị Nhị Thái Thái Bảo Nhị Thái Thái mở bếp nhỏ nấu riêng Chi phí của bếp nhỏ đương nhiên do Quách Thị tự bỏ ra Ngay cả chuyện này chân Thị cũng tính giành mạch như vậy có thể biết bình thường quách thị sống ở tôn thất doanh có lấy được lợi lộc từ tay chân thị hay không. Cùng ma ma nói tiếp, đại thái thái còn nói, lúc trước có phần bồng lộc của lão thái gia và lão phu nhân, trong nhà còn coi như dư giả, giờ lão thái gia và lão phu nhu đã dọn sang phủ quận vương, hạ nhân lại chẳng giảm được mấy người, chi tiêu mỗi tháng đều phải giật gấu và vai mới đủ, thị có giỏi giang cỡ nào đi nữa mà không có gạo cũng không thể nấu được cơm người quản gia nói kiểu gì cũng có lý. Quách thị đôi co thì sẽ bị chân thị trách rằng không quản lý việc nhà nên không biết cùi gạo quý. Trong mắt người ngoài chu Nguyễn Quý chỉ là một gã công tử vô công dỗi nghề, chỉ dựa vào quách thị tranh thù cũng chẳng đâu vào đầu. Chẳng qua chân thị cũng ngu xuẩn không thể tả, chọn lúc nào không chọn lại chọn lúc quách thị mang thai ra uy, chỉ cuối cùng không lấy được lợi mà còn bị bôi cho chết chấu vào mặt. Cùng mama nói, xem ra nhị thái thái muốn nương nhờ quận vương phi. Bà thoáng dừng lại, nô tỳ cảm thấy như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu, nói không chừng tương lai nhị thái thái có thể thành trợ lực cho quận vương phi. Lầm gì không quan tâm ai giúp ai, nàng chỉ hy vọng đèn nhà ai nhà nấy sáng, không thể rạch giỏi đến mức đó thì cũng chẳng cần phải luôn tính toán lẫn nhau. Chưa kể, quách thị thông minh như vậy, sẽ không để mình bị thiệt trong bất kỳ tình huống nào làm gì cần nàng đưa tay giúp đỡ chứ? Xế chiều quả nhiên Chu Nguyễn Cảnh và Trấn Thị cùng ngồi xe lại đây. Sau khi Tết Trung Nguyên qua đi, người trong nhà thường sẽ tụ tập, cùng ăn một bữa cơm. Chu Nguyễn Cảnh hớn hở, Trấn Thị cũng tươi cười rạng rỡ liên tục kể chuyện vuốt ngọt Chu Lão Phu Nhân. Trong khi đó Chu Nguyễn Quý ngồi một bên tự tiêu khiển, còn Quách Thị tuy đang mang thai song vẫn đi giúp Lâm Di thu xếp. Lâm Di đành ấn Quách Thị ngồi xuống ghế, bảo cùng Mama đi bày tiệc, sau đó mọi người ngồi xuống cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Ăn cơm xong, Chu lão phu nhân cầm chén sứ lên thưởng thức trà. Bấy giờ Chu Nguyễn Cảnh mới nói ra tin tốt, hôm nay con gặp lĩnh thị vệ nội đại thần, ông ấy nói có thấy quận vương gia đến dân sớ. Thời thanh, lĩnh thị vệ nội đại thần là chức quan võ thường trực cao nhất, đều do hoàng đế trực tiếp tuyển lựa, hàm chính nhất phẩm chức trách chính của họ là trưởng quản thị vệ cùng thống lĩnh cấm quân bảo vệ hoàng đế chu lão phu nhân ngạc nhiên nhướng mày lĩnh thị vệ nội đại thần trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng chu nguyễn quý nhìn trái nhìn phải một hồi mới hiểu ra đại ca sắp có chức rồi ngay cả lĩnh thị vệ nội đại thần cũng mở miệng có thể thấy là chức quan khá nở mày nở mặt tôn thất làm thị vệ không phải là chuyện gì mới lạ nhưng để được chọn chúng trong nhiều người ứng cử như vậy cũng không dễ tí nào. Chu Nguyễn Cảnh tươi cười nhìn Chu Thập Cửu, đều nhờ có quận vương gia cả. Trên mặt Chu Thập Cửu vẫn treo nụ cười mỉm muôn thuở. Chân thị là dạng có chuyện vui tiền phấn chấn ra mặt, ngay cả người bình thường chướng mắt thị cũng trở nên thân thiết hơn, về sau còn cần quận vương gia nâng đỡ đấy. Chu Nguyễn Quý thôi mân mê vỏ hạch đào trong tay, chuyện xảy ra bao giờ vậy ạ? À? Trần Thị cười nói, cũng mới đây thôi. Chu Nguyễn Quý vui vẻ nói, thảo nào lúc gặp đệ. Nguyên Thành tại nói hôm nào đó muốn mời huynh đệ mình bữa rượu, làm đệ cứ thắc mắc sao bỗng nhiên đã vắt cổ chảy ra nước kia tại hào phóng như vậy. Nói tới đây gã cười phá lên. Có lẽ Chu Nguyễn Quý là người ít toan tính nhất trong phòng này. Trần Thị ngắm nhìn lồng đèn đỏ treo trên cao, lòng phơi phới khôn tả. Trước đó lão phu nhân ngăn cản đủ kiểu, làm thị cứ tưởng mình đã sai lầm khi tranh thủ cho lão gia một chức quan ngộ nhỡ lão gia bị phân tới hộ quân doanh chỗ khang quận vương thì chẳng khác gì tự đưa đầu cho người khác nám ca mấy ngày nay thị chỉ hận sao khang quận vương không bị nhà họ nhân kéo xuống nước luôn cho rồi ai ngờ kết quả lại vượt khỏi dự kiến của thị lão phu nhân mà cũng tính sai sau này vợ chồng thị sẽ vẻ vang biết bao cuối cùng cũng có thể ngừng cao đầu mà sống ở tôn thất doanh rồi Chu Nguyễn Quý cười ha ha, chuyện khác để không hiểu, nhưng để cũng biết lĩnh thị vệ nội đại thần tiền nhiệm chính là hồ vệ trong vương phù của Hoàng Thượng Cúc còn chưa đăng cơ đấy. Trần Thị tiếc nhìn Chu Nguyễn Cảnh, nếu thật sự làm tới được như vậy, thì cho dù là người có tước vị cũng phải cúi đầu với lão gia rét lát sau Chu Thập Cử và Lâm Di rời khỏi phòng Chu Lão Phu Nhân trở về nhị tiến viện. Bạch Thược đang sai bảo nha hoàn đi mốc nước đến vừa hay nhìn thấy vợ cũng nhị mặt mũi tái mét đứng bên ngoài. Chương 197, Tầm Hoan. Sao vậy? Bạch Thược kéo vợ cùng nhị sang một bên hỏi han. Vợ cùng nhị nhìn về phía nhà chính, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Mấy ngày tới phiền Bạch Thược cô nương giúp tôi hỏi thăm một chút, xem có phải quận vương ra thưởng bạc cho cũng nhị hay không. Bạch Thược vẫn chưa hiểu ý của vợ cùng nhị. Vợ cùng nhị lý nhí dặn, Tạm thời đừng để mẹ chồng tôi biết." Mặt nàng đỏ ửng, "Mẹ chồng tôi?" Giọng vợ Cùng Nhị càng lúc càng nhỏ. Quất Hồng vừa hay vén rèm đi ra, vợ Cùng Nhị lập tức im bặt, gật nhẹ với Bạch Thược rồi lui xuống. Quất Hồng nhìn theo bóng lưng của vợ Cùng Nhị, "Tới tìm cùng mama sao ạ? À? Hôm nay cùng mama đã về từ sớm rồi mà." Bạch Thược nói, "Ta đã nói cho nàng ấy biết rồi." dứt lời nàng tiếp tục sai tiểu nha hoàn đi lấy nước ấm tới sau đó lúc đang rửa mặt lâm di nghe thấy bạch thược nhắc đến vợ cùng nhị bạch thược nói vợ cùng nhị là người thận trọng nói không chừng đã phát hiện ra chuyện gì đó nếu đã nhắc đến bạc thường vậy tức là có liên quan đến tiền bạc mỗi tháng hạ nhân nhận lương với con số cố định nhất định là vì bỗng nhiên có thêm nhiều bạc vợ cùng nhị mới lo lắng như vậy bạch thược cảm thấy tả sao vợ cũng nhi không nhờ thẳng cũng ma ma cho dễ hơn nhi. Chuyện xấu trong nhà không thể để tổ ra ngoài, nếu thật sự có vấn đề thì người cùng nhà dễ che giấu cho nhau hơn chứ. Không hẳn, Bạch Thược vẫn chưa lấy chồng nên không biết khúc mắc trong chuyện này, cùng ma ma thương con trai cả hơn con trai thứ. Vợ cùng nhị sợ bị cùng ma ma ta mắt Bạch Thược sáng lên, nàng ấy biết em nhất định sẽ nói lại với quận Vương Phi. Chính là thế, Lâm Di mỉm cười, nếu cùng nhị thật sự có vấn đề gì, vợ cậu ấy thà để ta gian dạy cậu ấy cũng không muốn để cùng ma ma biết được. Bạch Thược trải mượt mái tóc dài của Lâm Di, vậy làm sao bây giờ à? Lâm Di nói, cho người đi dò la xem gần đây cùng nhị thế nào, lát nữa ta sẽ hỏi quận vương gia có khen thưởng gì cho cậu ấy hay không. Bạch Thược vâng giả, vừa ra tới cửa thì nhìn thấy Trần Hán đứng chờ ngoài sân. Trần Hán tới để đưa thư lâm di xoay người đi vào buồng chu thập cửu đang ngồi tựa giường êm xem xong lá thư trong tay chàng ngẩng đầu nhìn lâm di nở một nụ cười như có như không nhân lão thái gia mang sơ luật vào kinh trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc nhân gia cũng cúi đầu không phải quy thuận trước quyền lợi mà vì đúng thời cơ người nhà họ nhân từng theo chủ cũ đều đã xuống mồ hết cả tôn chỉ truyền thừa mấy đời Cảm xúc dành cho tiền triều đương nhiên sẽ phai nhạt theo năm tháng. Chu thập Cửu cười nhìn Lâm Di, em làm sao khuyên được nhân ngữ Thu Thể. Nàng cũng chẳng khuyên nhủ gì, chỉ cho người thăm dò được tin trong gia tộc họ có người đồng ý kết thân với gia đình quan lại. Nhân gia vốn là đại tộc, làm gì có chuyện tất cả người trong tộc đều chăm chăm giữ cùng một mối thu. Đứng trước nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, Thế nào cũng sẽ có người tìm mọi cách để tự vệ, thật sự cố chấp cũng chỉ là mấy nhà gần với tông trường mà thôi. Bây giờ con cháu mình đã phải quỳ lại, đi bằng đầu gối ở trước mặt hoàng đế rồi. Nếu phụ thân của nhân ngữ thu tiên sinh tức nhân lão thái gia còn không chịu lùi một bước thì sẽ là tự tay đưa con lên đoạn đầu đài. Lầm gì kể tiếp, ta còn nói, lý công nhất thời xúc động xỉ vả cao tông, chẳng những mang tai ương đến cho cả nhà mà còn liên lụy bằng hữu, học trò của mình, tổng cộng hơn 30.000 tính mạng. Cao Tông lại buộc Lý Công tận mắt chứng kiến cảnh máu chảy thành sông song mới ra lệnh giết ông ấy. Trước khi chết, Liệu Lý Công có hối hận vì mình đã hại chết nhiều người như vậy không? Đến nay người đời hiếm khi dám nhắc đến án xử Lý Công năm đó, là bởi vì họ biết Cao Tông có tội và Lý Công vô tội. Danh thần Trần Công của Tiền Triều là quan do tổ tiên nhân gia đích thân đi mời về đầu quân. Sau khi chết ông ấy được lập miếu thờ cúng, nhưng Hoàng đế Tiền Triều lại chu diệt toàn bộ tộc nhân của Trần Công trong quá trình dựng nước, khiến người ta phải thắc mắc trước đây nhân gia đã làm gì để khuyên được Trần Công nhập sĩ. Thế mà trong số đời sau của Trần Công lại có một danh tướng là Đồng Cổ, trong thời gian Đồng Cổ làm tể tướng, Hoàng đế Tiền Triều không hề đặt chân vào triều suốt 20 năm. Nếu không có tể tướng như đồng cổ, tiền triều đã suy tàn từ lâu rồi. Sau khi chết đồng cổ được hoàng đế tiền triều bạn thường Thụy Hào văn chung. Thụy Hào là danh xưng truy phong cho người đã khuất. Bây giờ đương kim hoàng đế tại phong cho nhân gia làm trung dũng hầu. Nhà họ nhân là quan văn, lấy đâu ra dũng chứ? Ban phong hào như vậy cũng chỉ để diễu cợt nhà họ hữu dũng vô mưu, thật sự không cách nào so được với đồng cổ tiền triều nhận ra có chết cũng không đổi được thanh danh như trần công lúc trước người ta chỉ nhớ nhà họ chết thê thảm thế nào thôi tuy ban đầu hoàng để có ý định giết nhân phụng trúc nhưng không hẳn nhất định phải thế nhìn sơ qua thì giống như hoàng để thay đổi ý định vào phút chót song thật ra là nhờ không ít người nỗ lực vận động chu thập cừu lẳng lặng nhìn lâm di một lúc lát sau bỗng cười hỏi tận đáy lòng nguyễn nguyên cũng không tán thành cách xử sự của nhân gia tức giận vì chuyện lúc trước nên thấy lời ta nói có lý sao? Tức giận vì chuyện lúc trước, vì những lời chu thập cửu nói khiến nàng chẳng cách nào phản bác. Không hẳn, suy nghĩ của nàng và chu thập cửu khác nhau, với nàng, bất kể có thể giúp hay không, thử nàng muốn không phải là thu lợi, cho nên khát vọng của nàng cũng chẳng lớn lao gì. Nụ cười trên môi chu thập cửu dịu dàng như dòng suối chảy, lần này giúp đỡ nhân ra vốn là ý của Hoàng thượng. Lâm Di gật đầu, là phúc của nhân thị. Chu thập cửu đứng dậy, cùng Lâm Di đi tới giường nằm xuống rồi ôm nàng vào lòng. Không chỉ là phúc của nhân thị, nụ cười trên môi chàng càng rõ ràng hơn. Nếu như em và ta không thành thân, nhân gia đã không có kết quả này. Chàng chậm rãi nói, Nguyễn Nguyên nói xem có đúng không? Nếu là bình thường, nghe câu này Lâm Di sẽ chỉ cười một tiếng cho qua. Nhưng hôm nay chàng lại nghe thấy lời đáp trả nhẹ nhàng của nàng, không biết chuyện chưa xảy ra nào ai có thể đoán chúng được. Không rõ vì sao, chậu hoa đặt đầu giường bỗng như tỏa hương thơm ngát. Lâm Di hơi rụt vào trong chăn, Chu Thập Cửu dài tay xuống trên bờ eo thon của nàng. Người trong lòng chợt trở nên căng thẳng, Chu Thập Cửu cúi đầu, ghé sát mặt nàng. Ngày mai quận vương gia phải dậy sớm hơn bình thường mà đúng không? Không được ngủ nghỉ tử tế suốt mấy ngày qua mà không thấy mệt ư? Chu Thập Cửu kín đáo lắc đầu, sau đó lại khẽ thở dài, sao Nguyễn Nguyên có thể dùng rồi vứt bỏ như vậy chứ? Hôm nay Lâm Di không hề ngoan ngoãn nghe theo Chu Thập Cửu như lúc trước, đã dùng xong thì đương nhiên còn giữ. Làm gì nữa, dường như không dự liệu được Lâm Di sẽ như vậy, Chu Thập Cửu hơi chống người dậy nhìn nàng. Dưới ánh đèn, trên mặt Lâm Di hiện rõ nụ cười, thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Chu Thập Cửu như không hiểu ý ẩn dụ trong lời vừa rồi của chàng, quận vương gia, thiếp nói không đúng ư. Cánh môi đẹp đẽ của Chu Thập Cửu hơi nhếch lên, mái tóc đen nhánh như gấm rủ xuống bên tại lâm di, đôi mắt sáng trong như chân châu đong đưa tình nồng, thoáng phảng phất sự mệt mỏi. Nguyễn Nguyên nói rất đúng, ta quả thực thấy hơi mệt, chưa kể Thái Y nói mùa thu phải chú ý giữ gìn nguyên khí vừa nói chàng vừa nhẹ nhàng kéo tay lâm di đưa lên môi hôn biết rõ đối phương không dễ dàng buông xuôi như vậy nhưng lại không biết chàng sẽ nói gì để lật ngược tình thể lâm di chỉ biết nheo mắt chờ đợi câu kế tiếp của chu thập Cửu. đời hán có một vị danh sĩ nổi tiếng phong lưu ông ấy từng nói một câu thể này ngọc cầm dễ gầy không những có thể nuôi dưỡng phong lưu mà còn có thể tu bổ nguyên khí chu thập Cửu im lặng trong khoảnh khắc nụ cười trên môi không đổi, âm dương dung hòa là quy luật của trời đất. đời người ngắn ngủi lắm, nguyễn nguyên à, em và ta nên thuận theo tự nhiên, thiên nhân chi tế, hợp nhị vị nhất. có nghĩa là thiên thời địa lợi thích hợp hòa làm một. lâm di đỏ mặt vừa thẹn vừa giận, hai câu thiên nhân chi tế và hợp nhị vị nhất trong xuân thu phồn lộ thâm sát danh hào của đồng trọng thư lại bị chu thập cửu cắt ra minh họa cho việc vợ chồng thân mật nàng giận tới mức bật cười, khiến ánh mắt càng thêm sáng ngời. Đồng Trọng Thư là nhà triết học Trung Quốc thời Tây Hán. Đồng Trọng Thư đã hệ thống hóa các quan niệm đạo đức của nho giáo trước đó thành tam cương, ngũ thường, chia tính người của nhà nho thành ba cấp, trên, giữa và dưới, xây dựng nên hệ thống phong kiến duy tâm thần học lớn nhất của Trung Quốc. Tác phẩm gồm Xuân Thu Phồn Lộ, Đồng Tử Văn Tập, Cử Hiền Lương Đối Sách. Bất kể chẳng nói cái gì nàng đều có thể hiểu, cho dù thẹn thì trong mắt vẫn ngự trị sự cứng cỏi không chịu nhường bước. Một cô gái yếu đuối nhưng lại có thể dùng bốn lạng địch nhìn cân, bất kể đối mặt với ai đều giữ được bình tĩnh. Thành ngữ gốc là từ lạng bạt thiên can, có nghĩa là dùng lực rất nhỏ giải quyết được vấn đề rất lớn, hay lấy nhỏ thắng nhiều. Ánh mắt chu thập cửu trong trèo sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao, luôn hàm chứa ý cười trong mọi hoàn cảnh chàng mất cha mất mẹ từ nhỏ giữ được nụ cười thế này thật sự không hề dễ nếu đổi lại là người khác nhất định đã chẳng có được địa vị như hôm nay chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ khiến người khác phải củi mình khâm phục chu thập cửu cười khẽ nguyễn nguyên chúng ta sống đắp cùng chân chết nằm cùng huyệt vì nhau mà sống cho nên em không cần thẹn thùng nghe xong lời của chu thập cửu lâm di quên cả rút tay về người này chưa bao giờ biết thẹn là gì thì phải. Nguyễn Nguyên, trời vẫn chưa sáng, ánh mắt Chu Thập Cửu hết mục dịu dàng, Nguyễn Nguyên, nếu đêm kéo dài mãi thì tốt biết bao. Thời tiết càng ngày càng lạnh mà giờ tạo chiều vẫn không đổi, cứ như vừa nằm xuống là phải dậy ngay vậy, làm quan võ bảo vệ hoàng cung thật sự rất vất vả. Quan văn ngồi trong kiệu mềm gà gật bị quan võ chế nhạo, những quan võ làm vậy cũng chỉ để lên dây cót tinh thần thêm thể diện mà thôi. Dậy quá sớm cũng chẳng có chuyện gì khác để làm, nên sau khi đưa tiễn chu thập cửu xong, Lâm Di uống một chén trà nóng quất hồng mang tới rồi lại trở về giường nằm, nhanh chóng thiếp đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 198, Ác Mộng. Đã lâu lắm rồi Lâm Di mới đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng như thế. Gác lại tất cả tâm sự và gánh nặng. Chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện muốn mở mắt ra xong mí mắt lại nặng trịch tân nãi nãi mê man cả một đêm rồi sao vẫn chưa tỉnh lại vậy nghe nói sức khỏe của tân nãi nãi luôn rất kém có khi nào đừng nói lung tung có bị bỏng chỗ nào đâu lang trung cũng nói là chẳng có gì đáng ngại nghỉ ngơi hai ngày là ổn mà lang trung được mời tới đâu phải là vị nhà chúng ta thường dùng bên ngoài đầy phản quan chẳng ai dám tùy tiện ra ngoài cả nghe nói trong kinh nhiều người chết lắm rồi. Bọn họ dương cờ thanh trừ nịnh thần, nhưng chẳng biết rốt cuộc là muốn thanh trừ ai nữa, mấy chuyện này làm sao chúng ta biết được, thôi cứ yên phận trông chừng nãi nãi đi. Có tiếng bước chân vang lên, rồi lâm di nghe thấy tiếng của quất hồng, sao lại để cửa sổ mở toang như thế, nãi nãi bị trúng gió thì làm sao? Làng trung dặn để thể đấy, ông ấy nói thông gió tốt cho nãi nãi. Quất hồng khàn giọng nói, hai người lui xuống đi ở đây có ta rồi tiếng bước chân vang lên sau đó rốt cuộc cửa sổ cũng bị sập xuống dường như quất hồng đi đến bên người nàng lâm di cố gắng cử động ngón tay để khiến mình tỉnh lại nhưng chỉ có món út hơi máy một chút mi mắt vẫn nặng trĩu nãi nãi người mau tỉnh lại đi quất hồng khóc nức nở tại sao phòng lại bị cháy chữ sớm biết thế nô tì đã ở lại với nãi nãi không đi đâu hết hiện giờ trong kinh loạn lắm, chẳng biết bao giờ mới yên ổn lại. Trần gia mới đưa tin, thái thái nghe nói phòng cưới của nãi nãi bị cháy thì bệnh tình trở nên nguy ngập, nhị gia lại rời kinh tránh hòa. Nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ thật sự không biết phải đi tìm ai bây giờ. Quất hồng vừa dứt lời, ngoài cửa chợt vọng vào tiếng của linh lung, đại gia tới. Nãi nãi vẫn chưa tỉnh ư, giọng nói nghe rất quen, Lâm Di cẩn thận suy nghĩ rồi bỗng vỡ lẽ, là giọng của Lâm Chính Thanh. Tại sao Lâm Chính Thanh lại ở đây? Tại sao Quất Hồng lại gọi nàng là nãi nãi? Nơi này rõ ràng là phủ Khang Quận Vương, kiếp trước nàng gả cho Lâm Chính Thanh, nhưng kiếp này đã gả cho Chu Thập Cửu. Lâm Di chợt bừng tỉnh, vô thức chạm vào dây thừng vải bên giường, nghe thấy chuông nhỏ, Quất Hồng đẩy cửa đi vào, ba bốn tiểu nha hoàn theo sau, tay bưng chậu gỗ khăn và đồ trang điểm. Nhà bếp nấu xong cháo với vài món điểm tâm rồi. Quất Hồng cười nói, nô tỳ cứ tưởng quận Vương Phi sẽ ngủ thêm một lúc nữa. Lâm Di thoáng nhìn đồng hồ cát trên kệ, vừa đúng giờ mão, 5 đến 7 giờ sáng, cho dù đã cố ngủ lại, nàng cũng sẽ quen giờ dậy vào lúc này. Tại sao nàng lại mơ như vậy? Mơ thấy những chuyện không hề liên quan gì tới kiếp trước lẫn kiếp này đây đã là lần thứ hai nàng gặp giấc mơ khó hiểu như vậy. Lần nào cũng chơi vơi giữa mộng cảnh và hiện thực. Chờ chủ nhân thay xiêm y xong, cùng mama dẫn bà tử quản sự vào báo cáo. Lâm Di đón lấy cầu hương từ tay quất hồng. Bên ngoài có nhiều lời đồn đại xuất phát từ trong phủ như vậy, cho dù đều không phải là thật, nhưng cũng coi như là lời cảnh tỉnh nàng, phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi bà tử quản sự lui ra, Quất Hồng cũng nhanh chóng dò hỏi được từ miệng một người con dâu của mama trong phủ, Thành bà tử mới vào phủ thường xuyên lén lút đi đâu đó một mình, nhất là mỗi khi Chu đại thái thái chân thị đến phủ, Thành bà tử cứ nhấp nhổm tựa như bị lửa đốt mông. Nói rất rõ ràng à, Quất Hồng kể, không cần nô tỳ gặng hỏi gì nhiều đã nói hết tất tần tật. Đây là cơ hội hiếm có để biểu lộ lòng trung thành mà. Bạch Thược ít nói ít cười, bất luận là tiểu nha hoàn hay là dâu con của mama trong phủ, tất cả đều sợ nàng. Quất hồng thì hòa nhã, lại biết nói đùa, còn đặc biệt thích ăn đồ ngọt, đi tới đâu, ăn vài miếng bánh trái người khác đưa là có thể khiến họ bớt cảnh giác, nên quất hồng phù hợp đi hỏi thăm tin tức nhất. Linh lung vốn cào nhào đòi làm nhiệm vụ này, nhưng nghe Lâm Di giải thích xong thì hết ý kiến, vui vẻ đi chỉ huy tiểu nha hoàn ôm chăn đệm ra phơi có cần nô tì mời cùng ma ma lại đây ngay bây giờ không ạ à? quất hồng thoáng dừng lại cả thân ma ma nữa lúc trước thân ma ma cũng giúp đỡ chuẩn bị cho tết trung nguyên nói không chứng quận vương phi muốn thỉnh giáo thân mụ mụ một chút lâm di cười khẽ lắc đầu không thể bởi vì lời của một người liền tin ngay chưa kể đồn đại bên ngoài cũng đâu phải là thật không có chứng cứ mà đã ầm ĩ lên thì sẽ bị nói là lợi dụng hạ nhân hãm hại ai đó chưa biết chừng lại xuất hiện thêm mấy người vô tội khóc lóc kể lể khắp nơi, trong phủ vẫn cần người làm việc, đừng khiến lòng người hoang mang. Nhưng chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Quất hồng mím môi, không cam tâm, lâm di cười nhìn quất hồng, chu đại thái thái chân thì sẽ không dùng bà từ này một lần rồi thôi. Nàng đã từng nói, bao giờ hai bên nên xé mặt nạ với nhau, chân thị và thành bà tử sẽ sớm biết thôi. Gần giờ tỷ, 9 đến 11 giờ sáng người gác cổng mới nhìn thấy xe ngựa của trịnh gia tộc cộc chạy tới, sau đó trịnh thất tiểu thư được Lâm Di đón vào nhà. Lần trước nàng viết thư gửi cho trịnh thất tiểu thư nói rằng cá nuôi trong hồ của Phủ Khang quận Vương Mập cắm rồi. Cần tới cô bé có thể sang đây câu cá, trịnh thất tiểu thư nhận được thư bèn chạy tới ngay. Mấy ngày trước, trịnh thất tiểu thư trở về nhà tổ trịnh thị dự hôn lễ của một vị đường tỷ. Trịnh lão phu nhân cố tình sắp xếp như vậy là để ngăn cô bé lui tới quá thân thiết với lâm di và nhân ngữ thu tiên sinh. Lần trước sự án thành quốc công, ở ngay dưới mắt trịnh lão phu nhân mà trịnh thất tiểu thư vẫn có thể viết mấy lá thư gửi cho lâm di, có lẽ trịnh lão phu nhân sợ cháu gái nhà mình gây hòa. Và lại, hôn lễ lần này được trịnh gia tổ chức vô cùng rầm rộ, đường tỷ của trịnh thất tiểu thư gà cho con trai thứ hai của học sĩ trưởng viện Hàn Lâm Viện vị công tử kia cũng tài tuần hơn người, cả hai được xưng là một đôi trai tài gái sắc. Huệ hòa quận chúa để ý mối này đã lâu, song rốt cuộc lại bị người khác giành trước một bước. Trịnh thất tiểu thư dụ mặt nói, không biết mẹ nghĩ thế nào nữa, học sĩ trường viện Hàn Lâm Viện chưa chắc đã tốt, lão gia nhà họ viên cũng từng là học sĩ trường viện đấy, trường viện chỉ tổ bị nắm đầu đổ tội khi xảy ra án gian lận thi cử thôi. Nếu nhất định phải lấy chồng, vậy ta không muốn gả vào gia đình thư hương. Lâm Kiều cũng là con dâu của học sĩ trưởng viện Hàn Lâm Viện. Trịnh thất tiểu thư nói nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng người khổ sở là Huệ Hòa quận chúa cơ. Lâm gì có thể tưởng tượng được tâm trạng của Huệ Hòa quận chúa sẽ như thế nào khi mối mình ngắm nghĩa từ lâu lại bị người cùng gia tộc cướp mất. Ở trịnh gia được trịnh lão phu nhân và Huệ Hòa quận chúa yêu chiều mà trịnh thất tiểu thư còn cảm thấy bị gò bó bởi quá nhiều phép tắc nếu gả vào gia đình thư hương cuộc sống về sau của cô bé sẽ ra sao không cần nghĩ cũng đoán được có điều xuất giá là chuyện không thể tránh khỏi nhất là ở kinh thành chỉ cần gả muộn mấy năm là bị người ta nói ra nói vào ngay trịnh thất tiểu thư nổi danh thẳng tính khắc kinh cô bé vùng vằng cùng lắm thì khỏi lấy chồng nghe cô bé nói vậy lâm di chẳng biết nên khóc hay cười nữa không thể không gả Huệ Hòa quận chúa lại chẳng thể đưa con gái cưng đến nhà chồng chịu tội, nên cách tốt nhất chính là tìm một bà mẹ chồng và vị phu quân có thể bao dung con gái mình. Lâm Di đang thiêu áo choàng cho Chu Thập Cửu, Trịnh Thất tiểu thư lại gần nhìn, mẹ ta nói, nếu có thể tìm được một mối giống như tỷ và Thập Cửu thúc, bà ấy cũng yên lòng. Nàng và Chu Thập Cửu, hai người họ thật ra cũng không được xem là hợp tình, nhưng như thể đã coi như tốt rồi ít nhất có thể thử thích ứng với nhau, tôn trọng nhau như khách. Lâm Di mỉm cười, một lát sau mới nói, theo ta thấy, muội còn cần trau rồi thêm về nữ công, đừng suốt ngày chơi roi với con quay nữa. Chi khi nào thành thân rồi, thật sự đảm nhiệm công việc quản gia, muội mới có thể làm theo ý mình. Nghe tới việc quản gia, hai mắt trịnh thất tiểu thư sáng lên ngay, mấy ngày nay tổ mẫu cũng hay nói với muội về mấy thứ này. Tuy thẳng tính, song trịnh thất tiểu thư không bài xích việc quản lý nhà cửa nhất là khi trịnh lão phu nhân và huệ hòa quận chúa đều giỏi dùng người trịnh thất tiểu thư tay nghe mắt thấy từ nhỏ cũng học được phần nào lâm di trò chuyện với trịnh thất tiểu thư thêm một lúc mới sai người chuẩn bị xe ngựa đưa cô bé về trịnh gia trước khi đi trịnh thất tiểu thư còn nói ngày khác ta sẽ đến trần gia thăm lão thái thái lâm di cười gật đầu để nha hoàn ôm quà đáp lễ cho trịnh lão phu nhân và huệ hòa quận chúa lên xe ngựa rồi nhìn xe ngựa rời khỏi phủ khang quận vương. Lâm Di trở lại phòng, mở hộp lễ vật trịnh thất tiểu thư mang đến ra, bên trong là một cây châm phượng bằng vàng khảm bảo thạch. Trước giờ đồ trịnh thất tiểu thư đưa cho nàng đều là mấy món đồ chơi nhỏ tinh xào mà, sao lần này lại tặng vật quý giá như vậy, rất giống những thứ mà huệ hòa quận chúa hay tặng cho điền thi dẫu với trịnh gia hay với huệ hòa quận chúa, nhà họ đều rất thân, nhưng không tới mức tùy tiện không có dịp gì cũng được tặng những vật thể này. Lâm Di Tần ngần đặt chám lại vào trong hộp, ở trước mặt nàng trịnh thất tiểu thư chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì cả. Bây giờ huệ hòa quận chúa để trịnh thất tiểu thư tới nói với nàng về hôn nhân của công tử nhà học sĩ trưởng viện Hàn Lâm Viện. Chẳng lẽ huệ hòa quận chúa muốn nhờ nàng làm bà Mai? Lòng vòng quanh co như thế, Rốt cuộc Trịnh gia để ý ai vậy? Ban đêm, Lâm Di và Chu Thập Cửu dùng bữa xong thì vào phòng trò chuyện. "Ta muốn mở cửa hàng trong kinh." Lâm Di vừa đánh cờ với Chu Thập Cửu vừa nói. Mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ nên làm gì để thêm thu nhập, vừa hay trong tay Chu Thập Cửu có một cửa hàng trong kinh sắp hết hạn cho thuê. Bổng lộc của Chu Thập Cửu không ít, nhưng chi tiêu cho phủ Quận Vương cũng không hề nhỏ, bây giờ bọn họ phải lấy tiền tiết kiệm bù vào mới đủ em định bán cái gì? Chu thập cửu cười hỏi. Lâm Di đi một nước cờ, vẫn chưa biết, chỉ mới nảy ra ý định như vậy thôi, nên muốn hỏi xem quận vương gia có gợi ý nào hay không. Chu thập cửu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nàng, em nghĩ gì cứ nói ra, ta giúp em cân nhắc xem có ổn hay không. Lâm Di khẽ cười, ta cảm thấy, sau khi thương thuyền đi ra ngoài một chuyến trở về, các cửa hàng trong kinh thế nào cũng sôi nổi hơn hẳn, nếu bây giờ đề cửa hàng cho người khác thuê, giá thuê sẽ bị giữ vậy suốt 10 năm, đến lúc được giá, muốn tăng cũng không kịp. Cho dù triều đình quyết định hạ lệnh cấm biển thì đó cũng chỉ là tạm thời, trong vòng 3 đến 5 năm nhất định sẽ có chuyển biến, trong khi đó rất ít người chịu thuê ngắn hạn, cho nên thay vì để hai bên khó xử, nàng muốn giữ cửa hàng tại tự mình buôn bán, ta thấy đồ thêu trong kinh không tốt bằng ở Phúc Ninh, muốn mời vài người thợ lành nghề. Mở một cửa hàng thiêu mày. Chu thập cửu mim cười, em có từng nghĩ tới chuyện bán thư họa không? Thư họa, tranh chữ. Nàng có nghĩ tới, chỉ là ngộ nhỡ bán không được thì rất khó xử lý, mặc dù so với thiêu may, đương nhiên nàng thích thư họa hơn. Mở cửa hàng thiêu may chỉ cần tìm một hai thợ lành nghề, bán thư họa thì khác, có quá nhiều thứ phải tự ý, ta không làm nổi. Chương 199, tình thú Chu thập cửu không muốn ép buộc Lâm Di nên chỉ cười cười lắng nghe nàng nói, hồi lâu sau mới cúi đầu, nheo mắt nói, không thể mang của ta ra bán đấy. Gì cơ, Lâm Di làm rơi quân cờ trong tay. Chu thập cửu lười biếng ngựa ra tựa vào gối tròn kê sau lưng, ánh mắt như được bảo phủ bởi một lớp sương mù, những kiểu dáng mà Nguyễn Nguyên làm cho ta, không được để thợ mô phỏng may đại trà đâu đấy. Bề ngoài Chu thập cửu nhìn như phóng khoảng, nhưng thật ra vô cùng nhỏ mọn. Hôm sau Chu Thập Cửu vào chiều từ rất sớm, Lâm Di sai người đổi rèm lụa ở đầu giường thành rèm bằng gấm, phối với chăn đệm màu vàng hơi đỏ, căn phòng trông ấm áp hơn hẳn. Nàng lại phủ thêm vải thêu hai mặt lên kệ tủ bên giường, lấy mười mấy bộ áo lót bằng lụa trắng vừa may xong cho Chu Thập Cửu bỏ vào hộp tủ, trên vạt của mỗi chiếc áo đều có thêu một vuông hoa văn chìm. Thu xếp xong, lâm di bắt đầu lo liệu đến chuyện cửa hàng cũng ma ma tìm được một tủ nương tay nghề khá mang thành phẩm cho lâm di xem đường kim mũi chỉ của tú nương rất tỉ mỉ cùng ma ma kể cô ấy vốn là một tiểu thư cha lâm di gật đầu sắp cần một lượng lớn phục mùa đông rồi mẹ mất sớm nên mới bắt đầu bán đồ thêu mình trong nhà có việc gì cần thêm tay thì cứ mời cô ấy giúp cùng làm thảo nào không giống đồ thêu của tú ma ma cười nói nô tì hiểu rồi chỉ qua tiếp xúc nhiều lần nương thông thường nhìn khá sống động mới nhìn ra được một người có đáng tin hay không trong phòng không còn ai khác cùng mụ mụ nhân dịp nói luôn trịnh lão phu nhân và lão thái thái trần gia thường xuyên qua lại quận vương phi nói xem có khi nào trịnh gia muốn kết thân với trần gia không nhỉ chuyện này lâm di giật mình nàng chưa từng nghĩ theo hướng đó theo lý thì nàng và chu thập cửu thành thân Trịnh gia lại có quan hệ với Tôn thất qua Huệ Hòa quận chúa. Tuy Chu thập cửu và Huệ Hòa quận cùng thuộc một tổng họ, nhưng trải qua đời thái tổ, thành tổ, cao tông tới đương triều đã cách năm đời rồi, nên dù có kết thân với Trịnh gia cũng chẳng cần hành lễ theo bối phận. Bằng không Huệ Hòa quận chúa gặp nàng còn phải gọi nàng một tiếng thầm thầm, quá kỳ quặc. Thế nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng kết thành thông gia của Trần gia và Trịnh gia cả. Nếu trịnh gia thật sự có ý nghĩ như vậy thì cũng không thể trách họ. Dẫu gì trịnh lão phu nhân và tổ mẫu nàng là bạn thân thiết từ nhỏ, tiểu thư trịnh gia còn từng muốn gả cho chu thập cừu. Chẳng qua cha vẫn thường nói muốn chờ ca ca lớn hơn một chút mới bàn tới chuyện cưới hỏi. Trịnh thất tiểu thư nhỏ hơn ca ca 2 tuổi, lại thêm quan hệ giữa nàng và trịnh thất tiểu thư, mối này mà thành đương nhiên là quá tốt. Có điều chuyện cưới gả đâu phải chỉ một phía đồng ý là có thể thúc đẩy đây không phải là chuyện trung thân của nàng, không biết trịnh thất tiểu thư nghĩ sao, tổ mẫu và cha cảm thấy thế nào. Việc này không giống do trịnh lão phu nhân chủ động, giống huệ hòa quận chúa bỗng nhiên nảy sinh hào cảm với trần gia hơn. Có ai ứng giữa tác hợp không nhỉ? Nàng cho rằng khi nào 20 tuổi ca ca mới được thu xếp việc hôn nhân, vì vậy luôn không để ý đến vấn đề này. Cũng mà ma đứng bên cạnh lâm di cười cười, dẫu gì quận vương phi cũng còn nhỏ tuổi, không nhạy cảm về vấn đề này như người từng trái cả bà huệ hòa quận chúa lấy lòng như thế chẳng phải vì chuyện làm thân thì còn vì cái gì nữa muốn tìm người thăm dò ý của trấn gia mà không phải thông qua trịnh lão phu nhân quận vương phi là lựa chọn tốt nhất rồi lợi hại của việc đánh tiếng là gì lâm di hiểu khá rõ bằng không rất nhiều gia đình đã chẳng mất công dò ý thẳng thừng tới cầu hôn luôn rồi Do ý là để tránh tình huống không thể thân càng thêm thân mà ngược lại còn phá hủy mối quan hệ vốn có. Giống Trần Gia với Tề Gia vậy, không còn thân thiết như lúc trước nữa. Lâm dì bảo cùng Mama chuẩn bị một chút, ngày mai nàng muốn trở về phủ Quảng Bình Hầu. Bất kể Huệ Hòa quận chúa có ý gì, nàng cũng nên báo cho trưởng bối trước một tiếng. Trong phủ nhánh thứ hai Trần Gia, Điển Thị mới tụng kinh xong trước bàn thờ Phật. Nguyên Hương nhanh nhỏ mang một chén trà nóng tới. Thẩm ma ma tươi cười đi tới nói, quận Vương Phi cho người sang đưa tin rằng mai sẽ trở về phủ Quảng Bình Hầu à. Nói cách khác, Lâm Di đã hiểu ý của hội hòa quận chúa. Tiếp theo chi việc chờ xem kịch hay giữa Trần Gia và Trịnh Gia thôi. Điền thị từ tốn nhập trà, thế này là tiện quá rồi chẳng phải ư, dẫu sao hai nhà đã ở trên cùng một con thuyền, cần gì phải che che giấu giấu nữa. Lâm Di ngồi trong phòng xem sổ sách, Quất Hồng chỉ dạy hồ đào thiêu thùa may vá. Thấy hồ đào khéo tay, Bạch Thược đã đề nghị để hồ đào học một ít để về sau giúp đỡ nàng. Ta học được từ thầm thầm nhà sát vách đấy, mẹ ta vụng về nên không học thành, ta bèn mang bánh phục linh mẹ mua về sang cho bé con của thầm thầm sát vách ăn. Quất Hồng hứng thú lắng nghe. Lâm Di cũng cười nhìn hồ đào, biết mình muốn gì và biến nó thành hành động mới là thông minh nhất tay nghề của vị thầm thầm kia hẳn rất tốt. Hồ Đào thở dài, xịn lắm ạ, à? tiếc là nô tỳ mới học chút chút, chưa được bao lâu thầm ấy đã dọn đi nơi khác rồi. Cộng mọi người vừa nói tới đây thì Linh Lung bước vào thưa, Đồng Ninh báo lại rằng quận vương gia mang về nhiều đồ lỉnh kỉnh, nhắn quận vương phi thu dọn bàn để đặt à. Lâm Di gấp sổ sách lại. Đồ gì đây, còn muốn đặt trong phòng nữa. Quận vương gia vào phủ rồi. Linh Lung gật đầu, mới xuống ngựa a. À. Lâm Di cho hạ nhân đẩy bình hoa to đặt cạnh bàn sang một bên, vừa ra ngoài đón người thì đã thấy Chu Thập Cửu thông dong tiến vào viện, theo sau là hai cái dương được khiêng bởi gã sai vặt. Hai cái dương lớn được khiêng vào phòng, Chu Thập Cửu cho họ nhận ra ngoài hết, sau đó cùng Lâm Di vào phòng xếp thay quần áo. Lâm Di nhón chân cởi nút áo của Chu Thập Cửu, là cái gì vậy ạ? À? Quan phục vừa cởi ra, Chu Thập Cửu như được giải phóng, mặt mày lập tức giãn ra, không còn dáng vẻ của một vị tướng uy phong lẫm liệt nữa mà trở về dáng vẻ của một vị công tử nho nhã, mỗi điểm nụ cười mỉm, lát nữa sẽ cho em xem. Thứ gì mà ra vẻ bí ẩn như vậy? Lâm Di ra khỏi phòng xếp, bảo cùng mama đi dọn cơm. Chu thập cửu đi thỉnh an Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân rồi mới trở về dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, hai người đi vào buồng trong, Chu thập cửu nhìn thoáng qua rèm treo trong phòng, lụa đẹp thì đẹp, nhưng nhìn lâu lại thấy hơi nhàm. Rèm bằng lụa màu sắc đẹp lại mềm mại như nước, nhìn thời gian dài cũng không chán, sao lại nhàm cơ chứ? Lâm Di mỉm cười, có lẽ vì quận vương gia là nam giới, nên mới không thích mấy thứ vải vóc này. Chu thập cử nhìn Lâm Di cười, ánh mắt càng lúc càng sáng, vậy Nguyễn Nguyên có muốn xem qua thứ ta yêu thích không? Muốn nói tới hai cây dương lớn kia sao? bạch thược và quất hồng mở dương ra lâm di củi đầu nhìn thì thấy trong cả hai cái dương đều là tranh chữ thảo nào đòi dọn dẹp bàn ra là muốn bày mở tranh chữ này ra ngắm bạch thược dẫn hạ nhân ra ngoài lâm di lấy tranh trong dương mở ra xem đủ loại trường phái vẽ chi tiết lẫn phát thảo đều có đa số theo chủ đề thủy mặc hay chim múa hoa bay sơn thủy với hoa điều chính là chủ đề giới văn nhân ưa chuộng nhất hiện giờ lâm di say mê xem không hề che giấu cảm xúc của mình đều do quận vương ra mua về sao chu thập cừu cười cười nhón tay vào tương lấy ra một bức lúc có bạc thì mua lúc không có thì dùng đồ đổi chắc. lâm di bỗng nhớ tới chuyện anh chàng dùng áo lông trồn đổi rượu lần trước thảo nào thản nhiên như vậy ra là đã thành thói quen rồi xem lại chương chu thập cửu hưởng bổng lộc triều đình chỉ mới được mấy năm mà có thể siêu tầm được nhiều tranh chữ của các tác giả nổi tiếng như vậy, thật sự không hề dễ dàng. Chu thập cửu nói, ở thôn trang còn mấy dương nữa, em lấy chúng ra bày bán sẽ không mất mặt đâu. Tranh chữ quý hiếm như vậy, làm sao nàng nữ bán rẻ chứ, quận vương gia siêu tầm nhiều như thế, giờ bán cho người khác không thấy tiếc ư. Chu thập cửu cười nói, với những tranh cùng một tác giả, chúng ta chỉ cần giữ mấy bức đẹp nhất thôi. Nguyễn Nguyên thích bức nào cứ giữ lại, còn lại mang đến cửa hàng, cho dù chỉ để trưng bày thì cũng có thể dựa vào đó thu hút ánh mặt người đi đường. Tranh chữ trong hai cái dương này, tất cả đều là tranh đẹp tranh quý. Có nhiều bút pháp rất lạ, có danh tác nổi tiếng lừng lẫy, có trường phái phổ biến từ thời tiền triều, mà cũng có tác giả nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Nhân ngữ Thu Tiên Sinh đã siêu tầm không ít, nàng cũng thấy rất nhiều ở chỗ tổ mẫu. Thế mà nơi này của Chu Thập Cửu vẫn có những bức với lối vẽ tỉ mỉ nàng chưa từng được thấy. Quận Vương Gia thích tranh bát mặc à, thật sự có rất nhiều bức sơn thủy theo lối vẽ này, trong khi loại tranh này rất hiếm. Tranh bát mặc là tranh thủy mặc theo lối vẽ vẩy mực. Chu Thập Cửu bảo Quất Hồng bầy bút và mực lên bàn rồi ngừng đầu lên nhìn Lâm Di, mỉm cười cầm bút lên. Lâm Di đặt bức tranh trong tay xuống, cầm một bức khác lên xem. Bức Nguyễn Nguyên đang cầm được vẽ bằng ngón tay, đấy. Vẽ tranh bằng cách chấm các đầu ngón tay vào bảng màu để tạo hình thay vì dùng bút. Thảo nào trông lạ như vậy. Nhưng tranh vẽ bằng ngón tay đã thất truyền từ lâu rồi mà. Chu thập cửu lấy được từ đâu vậy? Tác giả của bức tranh này là chủ bộ lễ bộ chiều chúng ta. Không biết tranh vẽ bằng ngón tay trong truyền thuyết có giống thế này không nữa. Chủ bộ là người đứng đầu một bộ, hay còn được gọi là thượng thư. Chủ bộ lễ bộ, Lâm gì tò mò hỏi, ông ấy tự nghĩ ra sao? Trong nhà không có tranh mẫu tham khảo, làm sao quận vương gia lại quen biết ông ấy? Chu thập cửu vén tay áo, vị chủ bộ này tên là tôi Quảng Thần, vốn là nhân sĩ trong kinh, hễ rảnh rỗi là lại tới một phường vẽ đạo lòng vòng. Vì dáng vóc khá đậm nên mọi người hay gọi ông ấy là thổi tròn. Ta quen ông ấy ở ngoài trước, về sau gặp lại trong nha môn thì mới biết ông ấy là chủ bộ lễ bổ lúc trước chu thập cửu không đảm nhiệm chức vụ gì trong triều nên đương nhiên không biết chưa kể có lẽ thôi quảng thần cũng chẳng rêu dao chuyện mình yêu thích tranh chữ cho mọi người biết qua lại mấy lần thể là thành thân thôi quảng thần tặng ta không ít tranh cũng nói cho ta biết về loại tranh vẽ bằng ngón tay này chu thập cửu cầm bút ngẩng đầu lên lâm di chăm chú lắng nghe Chu thập cửu cố tình truyền chủ đề Nguyễn Nguyên mài mực giúp ta được không? Lâm Di bừng tỉnh, giờ mới nhớ ra trong phòng đã không còn hạ nhân hầu hạ, nàng bèn đặt tranh xuống, đi tới giúp Chu thập cửu. Chu thập cửu cười nhìn Lâm Di cắt hoa đăng trước rồi mài mực. Thôi quảng thần tình cờ phát hiện ra dùng ngón tay tốt hơn dùng bút, sau đó dần yêu thích lối vẽ này. Bây giờ ông ấy nuôi một móng tay khá dài, bình thường luôn giấu trong tay áo không dám để người khác thấy. Lâm Di bật cười thành tiếng, chuyện này làm sao giấu được lâu chứ, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ thấy thôi. Vì vậy, Chu thập cử nhìn lướt qua mặt Lâm Di, bây giờ phải thu gom càng nhiều càng tốt, về sau ai cũng muốn sẽ không còn dễ như vậy nữa. Tính xa thật dường như biết Lâm Di đang nghĩ gì, Chu thập cửu cười nói, nếu không tính được tới mức đó, ta lấy đâu ra bạc mua nhiều tranh như vậy chứ. Nói cũng đúng, nếu thật sự là tranh chữ quý hiếm, cho dù có vung tiền như rác thì cũng không mua được. Chu thập cửu vầy mực vẽ xong bức họa hoa sen thì để bút xuống, tìm trong tương lấy một tác phẩm mình thích của thôi quảng thần trải ra trên góc khác của thư án, sau đó đặt bức họa hoa sen kế bên, cười nhìn lâm di, Nguyễn Nguyên có muốn thử vẽ bằng ngón tay không? Chàng nháy mắt, kỹ năng vẽ bằng đầu ngón tay của ta có thể nói là giỏi hơn cả thôi quảng thần đấy. Lâm Di cười nói: Ta không tin. Chu Thập Cử thông minh, nhưng phần lớn thời gian đều dùng cho chính sự. Làm gì có lúc dành mà rèn luyện? trau rồi những môn chỉ dành để giải trí, bồi dưỡng tinh thần như cầm kỳ thư hòa. Trong khi đó vẽ bằng ngón tay còn khó hơn cả dùng bút. Chu Thập Cử thản nhiên nói: Phương pháp vẽ bằng ngón tay của ta dễ học lắm. Nguyễn Nguyên vẽ thử xem nhé. Dùng bút nàng còn có thể vẽ vời chút đỉnh, dùng tay thì thôi đi ta không làm được đâu. Chu thập cử nhìn Lâm Di từ trên xuống dưới. Nguyễn Nguyên ăn mặc thế này đương nhiên là không thể rồi. Danh sĩ chân chính vốn yêu sự phóng khoáng, điên cuồng vì sở thích, thà làm địa tiên chứ không làm thiên tiên. Nếu nói tới phóng khoáng, Chu thập cửu đã làm được gần tới, nhưng làm gì được một nửa sự điên cuồng của địa tiên. Địa tiên, tiên sống ở nhân gian, có cuộc sống tự do phóng khoáng không gò bó như tiên sống trên thiên giới. Lâm Di cười nói, đương nhiên ta không học được, nên xin nhìn quận vương ra vẽ thôi. Nguyễn Nguyên chưa thử thì làm sao biết không thể. Chu thập cửu kéo Lâm Di vào lòng, ở đây đâu có ai khác, Nguyễn Nguyên sợ cái gì, cho dù vẽ xấu ta cũng không cười đâu. Chu thập cửu nhìn như rất nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt trong trẻo kia lại có một cảm xúc khác biệt. Bắt đầu thế nào đây? Lâm Di vừa dứt lời, Chu thập cửu đã cởi bỏ đai lưng để mặc trường bào lỏng lẻo rồi vươn tay nắm lấy tay lâm di lòng bàn tay chu thập cửu khô giáo và ấm áp trong mắt tràn đầy ý cười lâm di bị chàng ôm chặt trước ngực nếu nguyễn nguyên chẳng nỡ mang tranh của thổi quảng thần ra bán hay là bán tranh ta về đi dứt lời chàng nhân đầu ngón tay lâm di vào nghiên mực khi ngón tay bắt đầu đi trên mặt giấy nụ cười trên mặt chu thập cửu nhạt dần rồi biến mất do bị chàng vào ôm trước ngực quay lưng về phía thư án lâm di hoàn toàn không thấy được đối phương đang ve gì nàng chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chàng rất hiếm khi thấy chu thập cửu không cười trước đó nàng không tin anh chàng này biết vẽ bằng ngón tay nhưng giờ nàng đã tin lâm di xoay người lại cúi đầu nhìn trên thư án để lộ cần cổ trắng nón khi nhìn thấy tranh chu thập cửu vẽ nàng không khỏi bật cười Bình thường Chu Thập Cửu luôn dùng nụ cười che giấu suy nghĩ thật và mọi toan tính, hiểm lắm mới thấy được vẻ nghiêm túc, chăm chú như ban nãy, nhưng không ngờ đó cũng là một màn để lừa nàng. Quận Vương Gia thật sự dùng ngón tay vẽ, chi là chấm đầu ngón tay vào mực rồi quệt chữ trên giấy thôi. Chu Thập Cửu búi tóc cao, khí phách vương hầu, thần thái thanh cao, tào nhã như mây trên trời, ấy thế mà trên giấy lại chỉ có mỗi hai chữ tình thú cái gì mà vẽ bằng ngón tay chứ, là viết bằng ngón tay thì đúng hon. Hóa ra sự tùy tiện của danh sĩ chân chính mà Chu Thập Cửu nói chính là tình thú. Thường xuyên bị trêu đùa đã thành quen, lần này Lâm Di chỉ mỉm cười, cũng vén gọn ống tay áo, đưa tay chấm mực, viết hai chữ mặc vận bên cạnh chữ của Chu Thập Cửu. Mặc vẫn thường đi đôi với tình thù, cũng có nghĩa là thú vị, hàm súc quận vương gia muốn bắt trước tào tử xuyên của tiền triều ư tào tử xuyên của tiến triều bộc lộ thiên phú về thư hoa ngay từ nhỏ nhưng do bị phụ thân giáo dưỡng nghiêm ngặt nên luôn sống rất khuôn phép tranh chữ ông vẽ tuy tốt song lại quá gò bó về sau có một ngày tào tử xuyên bỗng nhiên nghĩ thông cởi vớ vứt giày đi chân trần ra đường tới khi lòng bàn chân đổ máu mới trở về nhà từ đó về sau thành tựu về thư họa của ông ấy tăng vượt bậc lưu danh Tào Cuồng đến tận ngày hôm nay. Chu Thập Cửu không bì được với Tào Cuồng, bởi vì anh chàng vẫn còn mang vớ đi giày. Phần giấy có chữ của hai người bị đẩy lên trên, chừa chỗ trống bên dưới, Chu Thập Cửu vòng một tay qua eo Lâm Di, tay còn lại kéo tay nàng chấm vào nghiên mực, không chỉ chấm đầu ngón tay mà cả lòng bàn tay. Dùng mực kiểu này, khiến người ta thấy vừa mới mẻ vừa buồn cười. Lâm Di chỉ cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của chu thập cửu phả bên tại mình, các dấu tay từ từ hiện rõ trên mặt giấy, món tay của chu thập cửu thon dài, còn của nàng thì thanh tú. Làm sao bây giờ, tay Nguyễn Nguyên chỉ to cỡ nửa cánh hoa sen thôi, giấy bị quệt mực lung tung như thế, còn có thể dùng để vẽ tranh kiểu gì nữa chứ? Chu thập cửu miết nhẹ các móng tay được sơn màu của Lâm Di, dùng móng tay Nguyễn Nguyên tạo hình hoa sen đi vậy cử thể chu thập cửu lôi kéo tay lâm di hai người tỉ mỉ dùng móng tay vẽ hình hoa sen nguyễn nguyên vẽ từng cánh quy về nhủy nhỏ nhắn đáng yêu xưa nay đều ngồi ngay ngắn trên ghế nằm bút như thế này thật sự là lần đầu tiên thành quả e rằng không bằng cả tranh trẻ con bảy tám tuổi vẽ chơi nhưng dẫu biết rõ không bằng hai người vẫn nghiêm túc vẽ một bông sen chớm nở thành hình nguyễn nguyên Tranh này để treo trong buồng có phải đẹp hơn tranh thiêu không nào? Tranh kiểu này mà treo trong buồng, e rằng sẽ thành trò hề cho cả thiên hạ mất thôi. Độc một bông sen nghịch ngoạc và một dấu tay làm chữ ký bên dưới. Chu Thập Cửu nở nụ cười khó lường, Nguyễn Nguyên đừng nóng, ta vẫn chưa vẽ xong mà. Sao nàng lại có thể quên nhi, Chu Thập Cửu vẩy mực vẽ tranh rất đẹp. Quả nhiên, chỉ sau vài lần nhưng món tay chấm mực, lá sen đã thành hình hai phiến lá tô điểm cho hoa sen ở giữa, khiến tổng thể bức tranh trở nên vừa mắt, không quá thừa cũng không quá thiếu, lại phóng khoáng không tả nên lời. Thế này đã có thể treo lên chưa? Chu thập cửu nhẹ nhàng hỏi. Lâm Di gật đầu, quận vương ra vẽ rất khéo, ngày mai ta sẽ cho người treo lên. Chu thập cửu mang tranh trải trên bàn thấp phơi, Lâm Di vẫn đang đứng cạnh thự án nhìn mặt bàn bừa bộn thì Chu thập cửu trở lại, nắm lấy tay nàng tay hai người đều dính đầy mực. Để ta đi gọi quất hồng mang nước vào, Chu thập cửu lại nói, không vội, bờ môi khẽ nhoẻn khiến khuôn mặt chàng thêm dạng người, Nguyễn Nguyên nói xem, có đẹp hay không. Lâm Di như nhìn thấy được bóng mình phản chiếu từ đôi mắt trong trẻo và nụ cười dịu dàng của Chu thập cửu. Giờ phút này nàng cũng đang ngắm nhìn diện mạo tuấn tú vô song, không ai có thể sánh bằng trước mặt mình. Một bên mặt Chu thập cửu có dính một vài vết mực, Lâm Di vô thức đưa tay lau, lại quên mất tay mình cũng dính đầy mực, không lau còn đỡ, lau xong còn tèm lem hơn. Lâm Di đỏ mặt, cúi đầu bật cười khẽ. Chu Thập Cửu cũng cúi đầu, tì chán mình vào chán Lâm Di, sau đó là môi chạm môi, hơi thở giao thoa, đầu lưỡi vương ngọt, ngực cận kề, con tim như thêm hồi hộp bởi khoảng cách gần. Chóp mũi đều là mùi mực, khiến Lâm Di nhớ đến hình ảnh mười ngón tay quấn quýt trong nghiên mực hô hấp dần trở nên rồn rập, Lâm Di cảm thấy thân thể chợt nhẹ hững, rồi bị ốm đặt lên án thư. Nàng không khỏi chới với giơ tay ra, bất cần hất ngã giá bút bên cạnh, khiến bút vẽ, bút chài nhỏ, bút chài vừa, bút chài lớn, bút dặm, trổi quét, dao cạo lập tức rơi đầy trên mặt đất. Phía của vọng vào tiếng gõ cửa của quất hồng. Chu thập cửu nói, không có việc gì, tôi xuống đi. Lâm Di thừa cơ muốn đứng dậy, chu thập cửu tại áp xuống giữ nàng nằm dưới thân mình. Vạt áo bảo nam giới theo hoa văn tinh xảo rơi trồng lên làn váy cả, ướt của nữ, mặt vải gấm nhẹ uốn lượn khiến hoa văn trên vải trông như những cánh hoa, góc áo cũng bị dây mực, mực chậm rãi loang ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 200, xấu hổ. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng bước chân, song bên tay Lâm Di chỉ nghe được tiếng tim đập nhanh và mạnh của Chu Thập Cừu. Không rõ là vì sao, có lẽ là vì từ sau khi xuất giá, nàng chưa từng thoải mái như thế này, mà cũng có lẽ là vì những hoa văn nàng tự tay thiêu hiện đang bày ở trước mắt, bất kể là vì lý do gì, chúng đều khiến nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, tinh thần thả lỏng, rồi lại căng lên vì từng nhịp thở dồn dập của đối phương. Nàng muốn ngồi dậy khỏi lòng Chu Thập Cừu, Song càng bị chàng ôm chặt hơn. Từ trước đến giờ đều là vị này chủ động buộc nàng tiếp nhận, thật sự rất ít khi hai người buông thả thế này, thân mật giữa phu thê được thể hiện một cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chu Thập Cửu lại cúi xuống hôn nàng, bút lông trên thư án tiếp tục rơi rồi lăn lông lốc dưới đất, Lâm Di nghe tiếng động mà không nhịn được cười. Sau đó thân thể nàng bỗng nhẹ hững, trước mặt là đôi mắt sáng ngời của Chu Thập Cửu dưới ốc cửa sổ hình hoa đẹp đẽ, trên bàn thấp cạnh đầu giường, chậu mẫu đơn dạng rỡ khoe sắc, rèm dương nhẹ nhàng rũ xuống đèn lần lượt được bị thổi tắt. Trong bóng tối, Chu Thập Cửu lại áp mình xuống, sự thiêu thôn ánh sáng khiến thân thể Lâm Di càng căng hơn, nàng nằm lọt thỏm trong hõm vai Chu Thập Cửu, vòng tay ôm lấy bờ vai ấm áp của chàng. Tiểu Tiêu thị từng nói với nàng, có rất nhiều chuyện bản thân không rõ chưa chắc đã xấu, đó là vì sao bà không bao giờ hỏi thăm cha nàng về chính sự cho dù ông chủ động nhắc tới bà cũng chỉ nghe qua mà thôi trái lại đây lại là khuyết điểm của nàng nàng luôn tự giác tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện xảy ra quanh mình thậm chí sau khi sống lại còn cẩn thận hơn nếu không bận tâm nhiều như vậy liệu nàng có sống thoải mái có dễ chịu hơn chút nào không ví dụ như hôm nay cùng nhau vui vầy cùng làm những gì mình thích sau khi đã quen với bóng tối hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn đầu chóp mũi quanh quẩn hương bạc hà lâm di thường cho thêm bạc hà vào bánh đậu tẩy dừa tuy đó là thói quen của nàng nhưng mùi hương đó cũng bất giác thấm vào người chu thập cừu cũng như chuyện của nhân gia lần này có lẽ mọi chuyện vẫn có thể thay đổi cũng như nàng và chu thập cừu lâm di hít sâu một hơi chậm rãi thả lỏng cảm nhận một cách rõ ràng sự xâm nhập của Chu thập Cửu, đau đớn thường thấy bởi hành động nóng vội hấp tấp của đối phương đã nhạt dần. Chu thập Cửu thoáng dừng lại, cúi xuống hôn tóc Mai Lâm Di rồi từ tốn vận động, khiến tóc Mai và thân thể nàng dần dần ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tỉnh lại, vấn đề đầu tiên Lâm Di phải đối diện chính là không tìm thấy giày. Thiếu mất một chiếc. Tối hôm qua lúc vào phòng, trên chân nàng rõ ràng vẫn còn đủ hai chiếc. Nàng lại không thể để Quất Hồng vào đây tìm giúp. Mất ở đâu vậy Nhi, dưới giường không có, bên cạnh án thư cũng không có, trên giường lại càng không có khả năng tìm thấy. Chu Thập Cửu mặc trường bào vào, cầm đèn đi đến trước thư án, thản nhiên phân tích, chúng ta bắt đầu chấm món tay vẽ tranh ở đây. Vẩy mực xong, chúng ta, ngụp kép. Nhớ tới tối qua, mặt Lâm Di liền nóng lên. Chu Thập Cửu không phải đang tìm giày mà là đang tường thuật lại chuyện tối hôm qua thì đúng hơn. Được rồi, Lâm Di thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu ra, quận vương gia cứ vào chiều trước đi, lát nữa ta sẽ tự tìm. Nơi đáy mắt của Chu Thập Cửu xuất hiện ý cười ấm áp như ngày xuân, chờ nha hoàn mang nước vào đây thì Nguyễn Nguyên không tự tìm được nữa đâu. Cho nên, Lâm Di chờ nghe về còn lại của Chu Thập Cửu. Ta tìm giày cho, Nguyễn Nguyên thực hiện lời mình nói tôi qua đi. Lời gì chứ, Lâm Di oán thầm. Treo tranh lên, bức tranh hoa sen vẽ bằng tay kia, nhìn qua thì không đến nỗi sâu lắm, nhưng sau khi trải qua một màn tối hôm qua, nàng cảm thấy. Thôi treo nó trong thư phòng thì tốt hơn à? Treo trong buồng ngủ sẽ khiến người khác thấy lạ. Chu thập cửu khẽ cười, thật ra chỉ có mình nàng thấy lạ thôi. Lâm Di bỗng nhìn thấy Chu thập cửu đặt đèn lên bàn, nhảy ra ngoài từ lối cửa sổ ngay sau đó ở cửa ra vào vang lên tiếng bà tử thông báo rồi quất hồng cầm đèn nhẹ nhàng gõ cửa nếu theo lệ thường lâm di chắc chắn sẽ để quất hồng vào nhưng hôm nay hơi khác bình thường lâm di cố gắng giữ giọng mình nghe thật thản nhiên chờ một lát quất hồng ở ngoài vâng dạ đáp lại lâm di mới thở phào bên ngoài lại vang lên giọng nói kinh ngạc của tiểu nha hoàn quận vương gia theo sau là tiếng chậu đồng rơi xuống đất. lầm gì có thể tưởng tượng ra cảnh nhóm nha hoàn tụ tập chố mắt nhìn, cửa buồng trong mãi vẫn không mở, quận vương ra lại ở ngoài cửa sổ. Nàng mở cửa tủ lấy đôi giày thêu mới làm xong mang vào, giờ đã tới nước này, nàng không thể vờ như không có việc gì nữa, đành lúng túng đi ra mở cửa, chu thập cửu ung dung đứng đó, vẻ mặt mang theo ý cười. Tiểu nha hoàn thấp thỏm lo sợ, bạch thược và chân tĩnh, Mặt Quất Hồng đầy vẻ ngờ vực, hẳn là đang thắc mắc Chu Thập Cửu ra ngoài bao giờ, hôm qua Quất Hồng trực bên ngoài cả đêm. Lâm Di nhìn xuống chỗ tay Chu Thập Cửu, dưới ống tay áo to rộng buông phủ thấp thoáng mũi giày thiêu màu xanh nhạt. Lâm Di giật thót, nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu càng thêm rõ ràng, tay cầm chặt chiếc giày thiêu. "Mang nước tới đi." Lâm Di quay sang sai bảo Quất Hồng, Quất Hồng nhanh nhẹn đi chỉ huy tiểu nha hoàn. Thấy không khí trong phòng tạm thời trở lại bình thường, Lâm Di thở phào, vươn tay ra định đoạt lấy giày thiêu trong tay Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu cười né tránh, cúi người hạ giọng nói bên tai nàng, treo trong buồng đi. Lâm Di đầu môi định phản đối. Chu Thập Cửu nhướng mày, suyệt. Treo trong buồng, không ai chú ý đâu, trong buồng nhiều đồ thì sẽ không ai biết à. Lâm Di vẫn khăng khăng, trong thư phòng có nhiều thư họa hơn để ở đâu mới không quá bắt mắt. Trong phòng ngủ bỗng dưng có một bức tranh kỳ quái, ngộ nhỡ có khách thân tới chơi vào phòng, nàng nên giải thích kiểu gì. Khang quận vương ngẫu hứng vẽ chơi, thành quả xem như không tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc gì cho cam, cho dù không sợ bị chê vụng thì cũng phải có một lý do thích đáng tại sao lại treo lên. Chu thập cửu mỉm cười, thế nên mới không cần treo thêm. Chàng dừng một thoáng, Nguyễn Nguyên thừa nhận đi, nàng cũng thích bức tranh này mà. Dứt lời chàng xoay người ra khỏi buồng ngủ. Cái nàng thích là cách thức dùng ngón tay vẽ thành một đóa hoa sen, còn lâu mới là ý trong mắt Chu Thập Cửu. Dọn bữa sáng vào nhà chính xong, Bạch Thược kéo Quất Hồng sang một bên, muội ngủ gục hay sao mà không nghe thấy cửa mở khi nào. Trước giờ Quất Hồng vốn thính ngủ, khi trực đêm càng cẩn thận hơn, không có. Quận Vương ra mà mở cửa muội chắc chắn tỉnh lại ngay, chưa kể gian ngoài còn có hồ đào nữa không có khả năng vòng qua hai người ra ngoài mà không ai biết. Quất Hồng nhớ tới tiếng động mình nghe thấy tối hôm qua, có khi nào quận Vương Gia và quận Vương Phi cãi nhau không? Trận xích mích nhỏ bởi chuyện nhà họ nhân cần trước vẫn còn mới mẻ trong đầu mọi người, cần này mặc dù không có tranh cãi, nhưng đồ đạc trên bàn tại rơi trên đất, sáng sớm quận Vương Gia và quận Vương Phi đều có sắc mặt kỳ lạ. Quất Hồng vừa nói vậy, ánh mắt bạch thược cập tức trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Quất Hồng chắp tay trước ngực, ông trời làm ơn phù hộ cho quận vương gia và quận vương phi hòa thuận với nhau. Nhưng sáng sớm nhìn cách quận vương phi tự tay thay y phục cho quận vương gia thì không giống đang cãi nhau. Quất Hồng bỗng nhớ ra, tối hôm qua có gọi mang nước vào. Bấy giờ Bạch Thược mới thở phào, oán trách nhìn Quất Hồng, nhà đầu mốc, đã vậy thì còn có thể có vấn đề gì chứ? Quất Hồng ngơ ngác, theo lý thuyết thì. Đúng rồi, nhưng mà sắc mặt của quận vương phi rõ ràng không được tốt lắm châu lang huyên dậy rất sớm vẫn chưa tới lúc bà tử vào gọi mà người ngủ bên cạnh nàng đã không thấy bóng dáng châu lang huyên hàng giọng một cái quế nhi bên ngoài lập tức bưng trà nhạt vào châu lang huyên xúc miệng rồi hỏi quế nhi nhị ra đâu quế nhi đáp ở thư phòng đọc sách ạ à? tề trọng hiên có thói quen là sau khi rời giường luôn đi thẳng tới thư phòng nơi y dành nhiều thời gian nhất trong nhà chính là thư phòng châu lang huyên đứng dậy ta đi xem một chút bếp nhỏ đã chuẩn bị xong điểm tâm châu lang huyên dẫn người mang tới thư phòng mới đi tới cửa nàng đã nghe được giọng của tề nhị lão gia cậu lên tiếng nói giúp cho nhân phụng chúc cậu lấy đâu ra lá gan đó vậy lần này hoàng thượng không truy cứu nhưng lần kế thì sao cậu chỉ là một tu soạn mới nhậm chức cậu với nhà họ nhân có tình nghĩa gì mà cậu phải vượt cấp góp lời như thế hả? Tiếp theo là tiếng tề nhị thái thái khuyên can, lão gia đừng trách hiên ca nhi, chuyện này có liên quan đến Trần Gia, mà nhà chúng ta và Trần Gia cũng có tình cảm qua lại, lần trước hiên ca nhi bị bắt vào ngục, chẳng phải Quảng Bình Hậu đã ra tay tương trợ sao? Châu làng huyên thu cánh tay đang định đẩy cửa để vào lại, nhà hoàn cánh cửa tần ngần không biết có nên vào bẩm báo hay không? tề nhị lão ra gắt vì quảng bình hầu ngay cả quảng bình hầu cũng không đả động tới chuyện của nhân phụng trúc nữa là dứt lời ông nghiêm nghị hỏi lang huyên bảo cậu giúp đỡ có phải không lang huyên còn vì chuyện này cất công chạy đến phủ khang quận vương nó và khang quận vương phi là bạn thân từ trước khi xuất giá mà chẳng phải sao tề trọng hiến nãy giờ vẫn không nói gì nghe vậy bèn nói không phải do lang huyên là vừa đúng phiên trực của con hoàng thượng thuận miệng hỏi con chỉ nói ra chính kiến của mình thôi. Chính kiến, tể nhị lão gia cười mỉa, triều đình có nhiều quan lại như vậy, chỉ mình cậu có chính kiến à. Tề trọng hiên cụp mắt nhìn xuống. Tề nhị lão gia ném mạnh chén trà lên bàn. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu hoàng thượng có ý giết nhân phụng trúc thì bây giờ toàn bộ tề gia bị liên lụy rồi. Tề trọng hiên là con ông nên ông hiểu, cho dù tính tình thẳng thắn bộc trực thì cũng sẽ không lỗ mãng như vậy rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vì con dâu thôi. Châu Lang Huyên đứng ngoài một lúc lâu mới nhìn về phía nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn kia bước lên thông báo, nhị nãi nãi đến à? Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Nha hoàn tiền lên vén rèm, Châu Lang Huyên đi vào. Tề nhị lão gia ngồi trên ghế, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng. Còn tề nhị thái thái thì mỉm cười. Châu lang huyên tiến lên hành lễ, một tia sáng thoáng lóe lên trong mắt tề nhị lão gia ông quay sang hung giữ liếc con trai một cái rồi đứng dậy ăn sáng rồi tới nha môn đi mới nhập sĩ thì phải chuyên cần hơn người khác tề trọng hiên lên tiếng đáp lại bấy giờ tề nhị lão gia mới xoay người đi tề nhị thái thái chậm bước theo sau châu lang huyên nhân đó tiến lên thưa con đã dặn bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm phần này cho mẫu thân ạ à. tề nhị thái thái nhoẻn miệng cười quan tâm nhìn Châu Lăng Huyên, con đừng để quá vất vả, nhớ chú ý sức khỏe. Vừa nói bà vừa kéo tay Châu Lăng Huyên, xem tay con lạnh chưa này, nên mặc nhiều lớp hơn một chút. Bà như bỗng nghĩ tới điều gì, sang mùa cùng ta tới thôn trang trên xem thử, ta đã lớn tuổi, con cũng nên bắt đầu giúp đỡ một tay là vừa. Trước giờ chuyện trong nhà đều do tề đại nãi nãi quản lý, bây giờ tề nhị thái thái lại đột nhiên đề cập tới chuyện quản lý thôn trang với nàng, bà muốn gián tiếp nhắc nhở nàng nên chú tâm học hỏi việc nội trợ đây mà bất luận là tề nhị lão gia hay là tề nhị thái thái họ đều cho rằng nàng nhúng tay vào chính sự khiến tề trọng hiên lên tiếng nói giúp cho nhân ra trước mặt hoàng thượng châu lang huyên hơi mím môi kính cẩn gật đầu còn phải nhờ mẫu thân hướng dẫn còn nhiều hơn tề nhị thái thái vừa lòng gật đầu sau đó rời khỏi thư phòng thư phòng trở nên yên tĩnh châu lang huyên chỉ huy tiểu nha hoàn dọn đồ ăn lên rồi ngẩng đầu nhìn tề trọng hiên không còn sớm nữa nhị gia dùng bữa sáng đi trong phòng chỉ có tiếng nha hoàn bầy đĩa lách cách tề trọng hiên đứng dậy thật lâu sau mới lên tiếng ta sẽ nói rõ với phụ thân và mẫu thân chuyện này không liên quan gì đến em bất luận phu quân có nói hay không vẫn là lỗi của nàng nhị gia không cần giải thích châu lang huyên dùng một thoáng lần sau đừng tắc trách như vậy nữa là được. Tề Trọng Hiên im lặng. Châu Lang Huyên siết chặt khăn tay, lúc này nàng mong ước nghe thấy Tề Trọng Hiên giải thích rằng cục diện chính trị vốn thay đổi chỉ trong chớp mắt, y cảm thấy đúng thời cơ nên mới khăng khăng giữ nguyên chính kiến. Nhưng y không nói gì cả, chỉ lặng lặng rời khỏi phòng. Châu Lang Huyên cảm thấy trước ngực như có một cuộn chi chặn ngang, trên cuộn chi tỏa ra vô số kim châm đâm chọc khiến nàng gần như không thở nổi nàng không nên nghi ngờ nhưng nàng lại không thể không nghĩ ngợi khi trở lập phủ quảng bình hầu lâm di mới biết được điền thị lại tới bày tỏ sự hiểu đạo của mình giảng kinh phật xong thị cho người cầm kinh phật cùng cho dược vương gia đến miếu đốt tế sau đó ngồi lại trò chuyện với lão thái thái nhánh cả sau khi trần doãn chu xảy ra chuyện điền thị ít ra ngoài hơn hẳn dường như muốn dồn tất cả tinh lực vào nhánh thứ hai trần gia trần nhị lão thái thái chạy trọt khắp nơi rốt cuộc cũng bảo vệ được chức vụ của trần doãn chu nhờ có dính tới con cháu tôn thất triều đình không thể nào một hơi cách hết chức mấy người này cấp trên của trần doãn chu viết tấu chương nhận lỗi kể lể rằng bình thường trần doãn chu tận chức tận trách thế nào cộng thêm có mấy vị tay trong góp lời thúc đẩy nhờ đó mới đề chuyện này xuống được trần doãn chu được một bài học làm việc cũng cẩn thận hơn không dám lấy quân công ra hống hách nữa. Nhưng Lâm Di lại cảm thấy, bây giờ Hoàng thượng đang bận tâm về chuyện hủy bỏ lệnh cấm biển, cho nên tạm thời gác chuyện chỉnh đốn tác phong quan lại sang một bên, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày lật lại chuyện cũ thôi. Lâm Di đi thỉnh an lão thái thay nhánh cả, Điền Thị nhìn thấy nàng liền tươi cười nói, không ngờ hôm nay quận Vương Phi cũng về thăm nhà, lần này tiện rồi, mọi người lại có thể tụ tập một phen, Chốc nữa Lâm Phương cũng sang thăm lão Thái Thái nhánh cả đấy. Tiểu Tiêu thị ở bên cạnh giải thích thêm, nhị lão Thái Thái cũng thấy không được khỏe. Thảo nào Lâm Phương phải trở về. Lâm Di đáp lời Tiểu Tiêu thị và Điền thị rồi đi vào ngồi xuống cạnh lão Thái Thái nhánh cả. Lão Thái Thái nhánh cả gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Tổ mẫu cảm thấy thế nào rồi? Trong phòng không có ai khác, Lâm Di thân thiết mùi tựa vào người bà lão thái thái nhánh cả cười vỗ vỗ tay cháu gái. Ngày thường xuyên tới tôi, coi như bệnh của ta không thể trị hết thì cũng khá hơn nhiều. Lâm di nhoẻn môi cười, thời tiết càng ngày càng lạnh, cháu có thiêu băng đeo chán cho tổ mẫu, tổ mẫu nhớ đeo lên nhé. Lão thái thái nhánh cả cẳng cặng ngắm lâm di, mấy ngày không gặp, ta thấy sắc mặt của cháu tốt hơn nhiều đấy. Bà dừng một thoáng, có tin khi nào nhân ngữ thu tiên sinh vào kinh hay không? cũng sắp rồi à, lâm di đưa tay bưng chén xứ thanh hoa đựng thuốc trên bàn thấp tên nếm thử nhăn mặt nói đắng thật lão thái thay nhánh cả giờ khóc giờ cười mau để xuống sao có thể nếm thuốc cung tung như thế lâm di dầu môi tổ mẫu không thích uống cháu muốn nếm thử xem rốt cuộc khó uống đến cỡ nào những năm qua lão thái thay nhánh cả gần như là uống thuốc mà sống đã sớm ngán thuốc từ câu bà cười nói trong phòng ta cả ngày đều đượm mùi thuốc bạch ma ma cười khen huân hương quân vương phi mang đến dễ chịu thật như mùi hoa quả vậy lâm di nói là phủ nội vụ đưa tới cháu thấy mùi rất thanh nên mang về cho tổ mẫu và mẫu thân dùng lão thái thay nhánh cả mới than phiền phòng nặng mùi thuốc phủ nội vụ lại vừa lúc đưa huân hương tốt như vậy tới phủ khang quận vương bà không khỏi liếc bạch ma ma trách cứ hầu hạ lão thái thay nhánh cả uống thuốc xong lâm di kể chuyện sắp mở cửa hàng cho bà nghe gian hàng may đã được cháu chuẩn bị gần xong quận vương ra lại gợi ý muốn mở cửa hàng bán tranh chữ lão thay thay nhánh cả suy nghĩ mở hàng may không cần bận tâm quá nhiều cũng không cần bỏ nhiều vốn chỉ cần may được y phục tinh tế với kiểu dáng đẹp thì chẳng lo không có người tới mua huống chi của hàng là do phủ khang quận vương mở kiểu gì cũng sẽ kết nối được ít nhiều mối làm ăn kinh thành lớn như thế hàng năm gia quyền của các quan to hiến quý đều phải may y phục bốn mùa. Còn mua bán thu hỏa, nhìn như đơn giản, nhưng phải có mắt nhìn mới trụ được. Chẳng qua lục nha đầu thích những vật này, nếu vừa có thể theo đuổi sở thích vừa có thể kiếm được ít tiền, đã có cơ hội thì đương nhiên đắn đo làm gì nữa. Quận Vương Gia đã mua sẵn một số thư hỏa, nên cũng không cần lo nhiều về hàng bày bán. Ánh mắt lão thai thai nhánh cả càng ngày càng sáng, cháu nghĩ sao? lâm di chia sẻ cháu cảm thấy bản thu họa cần bỏ tâm tư nghiên cứu nếu có thể bán chạy đương nhiên tốt cháu đã hỏi thăm sơ các gia đình huân quý trong kinh mở cửa hàng phần lớn đều bán tơ lụa đồ cổ đồ trang sức với lửa hạt các loại rất ít người bán tranh chữ con cháu dòng dõi thư hương có phẩm vị với mắt nhìn tốt nhưng họ sẽ không mở cửa hàng bán thư họa để kiếm tiền vì như thế là làm nhục chữ nghĩa quan to hiển quý thì thà mở cửa hàng bán đồ cổ, kiếm lời sẽ mau hơn. Thế nên ngoại trừ một ít tiệm danh tiếng lâu năm trong kinh, số cửa hàng mua bán bút mực giấy nghiện và thư hỏa có lại lịch thật sự chẳng được bao nhiêu. Lão thai thay nhánh cả ngắm nhìn cháu gái, Lâm Di nói một hơi, dường như không nhìn ra ý định của bà. Bán thử khác khó mà nói, nhưng mở cửa hàng dụng đó thì cháu có thể lấy mấy dương tranh chữ với nghiên mực cổ trong kho nhà mình ra bán dứt lời lão thái thái nhánh cả nhìn về phía bạch ma ma tranh thủ thời gian lấy chúng ta đưa tới phủ khang quận vương không phải ta cho không đâu đấy coi như cháu bán hộ ta bán đổi thành tiền cũng dễ tiêu hơn bà đã nói vậy lâm di muốn từ chối cũng không biết nói thế nào cửa hàng của phủ khang quận vương đương nhiên không thể dùng đồ của nhà mẹ đẻ nhưng nếu là bán hộ thì lại khác nói xong chuyện của hàng lâm di nhắc tới trịnh gia gần đây tổ mẫu có hay nói chuyện với trịnh lão phu nhân không à? Lão thay thay nhánh cả nhấp hớp trà, bà già kia cũng có lòng với ta, thuốc bổ bên đó đưa tới sắp chất thành núi rồi, tin tức thì không có gì nhiều, chỉ sai người dặn dò ta dưỡng bệnh thật tốt thôi. Người quen tầm tuổi bà mỗi năm một ít đi, chẳng còn được mấy người nữa. Lâm gì đang nghĩ ngợi nên mở lời kiểu gì thì bà đã ngước lên hỏi, là chuyện gì? lâm di thuật lại truyền trịnh thất tiểu thư đến phủ khang quận vương cháu không biết ý của tổ mẫu cha và mẹ thế nào lão thái thay nhánh cả nghe tới đó thì không khỏi trao mày bà đã sớm nghe nói huệ hòa quận chúa muốn gả con gái cho công tử của trường viện hàn lâm viên tận nhiệm không ngờ lại bị người cùng tộc trịnh thị nâng tay trên tình tình trịnh thất tiểu thư thẳng thắn nếu coi cô bé như cháu gái mà yêu thương thì bà rất sẵn lòng nhưng làm cháu dâu trưởng thì cô bé thật sự kém nghìn dặm so với tiêu chuẩn của bà tương lại bà nhắm mắt xuôi tay phủ quảng bình hầu này không thể trông cậy vào một mình lục nha đầu tiểu tiêu thị đã không giỏi quản lý việc nhà cho nên muốn cưới cháu dâu cũng phải cưới được ai có khả năng chấn giữ được hậu trạch của cháu trai bằng không đây chưa chắc đã là một môi đẹp cho cả hai bên để trịnh thất tiểu thư thông qua lục nha đầu đánh tiếng ạc là vì trịnh lão phu nhân không đủ mặt dày đề cập với bà không thì đây là ý riêng của huệ hòa quận chúa huệ hòa quận chúa vừa ý tính nết của tiểu tiêu thị cảm thấy trịnh thất tiểu thư gà vào nhà bà sẽ không bị ức hiếp với quan hệ hiện giờ của trịnh gia và trần gia thật sự không tiện công khai từ chối làm vậy thì cho dù trịnh lão phu nhân không trực tiếp ra mặt hòa khí giữa hai nhà cũng sẽ bị tổn thương lão thái thái nhánh cả trầm tư suy nghĩ cảm thấy chuyện này không thể quyết định qua loa cần phải bàn bạc kỹ hon Lâm Di đi tới nhà bếp giúp đỡ tiểu Tiêu thị. Bạch mama đỡ lão Thái thái nhánh cả nằm xuống nghỉ ngơi rồi ngồi xuống một bên hầu chuyện với bà. Bạch mama nói, lần này quận vương phi về nhà, tâm trạng khá hơn kỳ trước rất nhiều. Vậy mà lão Thái thái cứ lo quận vương gia và quận vương phi không hợp tính, về sau khó sống chung. Không hợp tính là chuyện chắc chắn rồi. Lão Thái thái nhánh cả thở dài một hơi không ngờ hai đứa nó có thể phối hợp cứu được nhà họ nhân, chẳng những bảo toàn được chính kiến của quận vương gia mà còn giúp nhân gia tránh khỏi cái chết. trong chuyện này sự khác biệt về tính cách của hai người lại là điểm hay dễ phối hợp, đổi thành người khác chưa chắc đã quả quyết được như vậy. phu thê cháu gái có thể có ngày hôm nay quả thực không dễ. bạch mama cười nói lần này lão thái thái có thể yên tâm rồi. nói yên tâm thì còn sớm lắm đến bây giờ bà vẫn còn tiếc nuối về hôn nhân của lục nha đầu. Lão thái thái nhìn xem khỏi xanh lượn lờ trên đỉnh lư hương, hiện giờ là thời gian mới cưới, có lẽ còn có thể nhún nhường lẫn nhau, nhưng tương lai thì sao? Tương lai còn những mấy chục năm, bà sống đến từng tuổi này, chẳng gặp được bao cặp phu thê khác biệt tính cách mà có thể hạnh phúc vẹn toàn. Thường là phía nữ giới phải nhẫn nhịn cả đời, sống củi đầu giúp chống nuôi dạy con cái tính tình cứng rắn như lục nha đầu thì tuyệt đối không thể làm được như vậy. cho nên rất nhiều thế gia không muốn cho con gái đọc sách học chữ với họ phụ nữ không tài chính là đức. đó cũng là một cách bảo vệ con gái. giống như tiểu tiêu thị mỗi ngày trôi qua đều thoải mái. bạch mama khuyên nhủ người quan tâm quận vương phi nên lo lắng quá mức thôi. lão thái thái nhà bà thật sự vô cùng thương yêu quân vương phi lão thay thay nhánh cả nhắm mắt lại, chỉ cần bọn chúng bình an, lấy gì ra đổi cũng đều đáng giá. Khi Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị từ nhà bếp bước ra, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ chiều mọi người đến đông đủ là cùng nhau khai tiệc thôi. Hai mẹ con đến đình ngồi xuống, Điển Thị cũng lại gần nói chuyện. Ngày Trần Lâm Bân đón dâu đã được xác định là tháng 2 sang năm. Tước vị bị tuột khỏi tay, Trần Doãn Chu tại gặp chắc trở ở Nha Môn, nhị phòng nhánh thứ hai Trần gia sợ hôn ước với Thái gia có biển, nhiều lần dục người bảo lãnh tới nhà bên kia xác định ngày thành thân. Nghe nói quả thực Thái gia muốn đổi ý, nhờ có đồng gia ra mặt nên chất được cuộc hôn nhân này. Trần Lâm Bân làm con rể của Thái gia, tiền đồ cũng coi như có hy vọng. Tiểu tiêu thị mỏ ý, nhị tổ có gì cần giúp cứ nói một tiếng. Điển thị cười mấy năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị, giờ cũng xong bảy tám phần rồi, chỉ còn phải thu xếp phong ốc ổn thỏa trước khi trời trở lạnh thôi. Tiểu Tiêu Thị gật đầu cũng phải. Tháng hai năm sau thì trời vẫn còn cạnh cắm. Trần Lâm bận cưới con gái nhà họ Thái, xem như trèo cao, đương nhiên không thể qua loa. Ba người mới nói chuyện tới đây thì Đàm Ma Ma tiến lên bẩm báo, tứ tiểu thư và cô gia tới rồi à? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn